Ok. Thế thì trước khi mà tôi chia sẻ cái bộ công cụ này dùng như thế nào á, thì anh chị biết không, tại sao bây giờ vào chương trình buổi tối ngày hôm nay mà tôi lại không có gì ạ, có nói các anh chị về bộ công cụ ngay, không nói về những cái phương pháp ngay, mà tôi cho các anh chị đầu tiên đó là anh chị phải biết được đó là mình phải có một mục tiêu bao nhiêu tiền về tài chính. Cái điều này quan trọng lắm anh chị. Nếu các anh chị không có được cái mục tiêu bao nhiêu về tài chính á, thì anh chị sẽ không bao giờ anh chị đi đến đâu được cả. Và tôi ví dụ trong 2013 tôi chỉ ước mơ đó là tôi có cái số tiền mà 10 tỷ mà anh chị thấy ở trên màn hình, 10 tỷ thôi. Thì tôi không ngờ tôi đạt cái số tiền này nhanh đến mức đó là tôi kỳ vọng đó là trong vòng 7 đến 8 năm. Nhưng mà đến 2017, tức là sau khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 5 năm sau cái chương trình kế hoạch của tôi thì tôi đạt được rồi. Và đó là cái điều mà tôi cảm giác rất là tuyệt vời. Và tôi sẽ chia sẻ anh chị cái kế hoạch này. Đó là tôi lấy một ví dụ. Nếu như bạn năm nay là 28 tuổi, đây là một cái kế hoạch, và bạn đang đi làm được 6 năm rồi, và tiết kiệm hàng tháng của bạn là ví dụ như là 200 đô, tức là ăn xong rồi là còn khoảng 4 triệu hơn đó. Và nếu như bây giờ bắt đầu đầu tư được thì bạn sẽ bắt đầu đầu tư được khoảng là 2.000 đô, 2.000 đô được không? Đây là một cái kế hoạch của cái người có tên là Nguyễn Văn A, cái người A đang mục tiêu đang 28 tuổi, tức là đi làm được 6 năm. Hàng tháng ăn rồi tiết kiệm còn được 200 đô và nếu bắt đầu đầu tư được thì là bắt đầu từ 2.000 đô. Thì sau đó tôi hỏi cái lúc đó tôi bắt đầu hỏi cái người này á, là nếu bây giờ trong ba cái mục tiêu này, giả sử cái người A đó là một người nào đó mà giống như các bạn trong buổi tối ngày hôm nay là những người mà trung bình từ 30 tuổi đổ xuống, thì những ai mà 30 tuổi trở xuống á, trong nghe buổi live stream buổi tối ngày hôm nay á, hoặc là những ai mà ví dụ như bây giờ tôi thay vì 28 đi, tôi thiết lập cho cái người là hiện nay là 37 tuổi đi. Đó, 37 tuổi. Ăn rồi hàng tháng tiết kiệm còn 200 đô, bắt đầu đầu tư được khoảng 2.000 đô. Thế thì bây giờ tôi bắt đầu hỏi anh chị á, là những người mà đang trùng cái kế hoạch là 37 tuổi trở xuống á, thì cái xe nào mà anh chị muốn đi? Thì nếu anh chị trả lời đáp án B, tức là Mercedes, là tôi điền vào B ở đây, tương ứng với khoảng 100.000 đô. Cái nhà nào mà các anh chị muốn xây, muốn ở với gia đình của mình, thì nếu là anh chị muốn ở biệt thự thì anh chị bấm đáp án B. Nếu anh chị muốn ở nhà phố, đáp án A. Trong tình huống này là anh chị ở đáp án B, được không? Và cái này cũng vậy. Chuyến đi du lịch bạn muốn đi là ví dụ Las Vegas hoặc Dubai hoặc Madrid, thì trong tình huống này nếu bạn muốn đi Mỹ, Las Vegas, thì anh chị điền đáp án A. Đó. Và cái đứa con của mình sau này mà mình muốn nó đi du học ở đâu, ví dụ Úc, Mỹ hoặc là Việt Nam, thì trong tình huống này là các bạn đặt phương án là đi du học Mỹ là C, được không? Thì cuối cùng nó sẽ cho anh chị thấy đó là tổng cái số lượng tiền mà mình cần cho cái mục tiêu của mình trong cả cuộc đời này đó là 388.000 đô. Nhưng mà bởi vì 388.000 đô là khoảng hơn 7 tỷ, 8 tỷ đó các anh chị. Nhưng mà bởi vì bạn chỉ có tiết kiệm được hàng tháng có 200 đô thôi, mà bạn bây giờ đang 37 tuổi và bạn chỉ đầu tư ban đầu có 2.000 đô. Cho nên điều gì xảy ra? Đó, cho nên là bạn sẽ hoàn thành cái mục tiêu này lúc năm 199 tuổi. Và anh chị biết không, lúc đó tôi bị sốc với cái kế hoạch này. Tức là sao ạ? Tức là lúc đó, lúc mà 2013, anh chị biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không? Lúc đó là tôi cũng là gần 30 tuổi. Gần 30 tuổi để bước vào cái kế hoạch của tự do tài chính. Thì anh chị thấy lúc đó là tôi bắt đầu lập kế hoạch với cái bảng này, và lúc đó tôi chỉ nói rằng tôi chỉ tiết kiệm hàng tháng được 100 đô thôi kìa. Thì điều gì xảy ra anh chị biết không ạ? Tức là cái bảng này cho tôi biết là tôi sẽ hoàn thành mục tiêu vào năm 400 tuổi. Tôi bắt đầu bật ngửa ra phía sau ghế như thế này, ok. Và tôi nói tôi có sống được là đến 400 tuổi đâu mà tôi đạt mục tiêu lúc 400. Và lúc đó tôi rất là bất ngờ về kế hoạch này, là nếu như vậy thì có nghĩa là gì ạ? Là cái con đường mà mình tiết kiệm, sau đó mình tiết kiệm và mình bỏ ngân hàng là mình không bao giờ đạt mục tiêu tài chính của mình.